Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Sùng Sơn TV nha. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm món tôm nướng muối. Thì bây giờ mẹ đang rải muối lên trên giấy bạc. Ở Hàn Quốc bây giờ khó tìm được mua tôm sống lắm mọi người. Tại vì mấy cái quán tôm sống bán ở chỗ Tiên ở nè, đóng cửa trơn rồi. Tại vì ế quá, không cầm cự nổi, đóng cửa hết. Không ai ăn hết trơn á. Cho nên hôm nay là chị Mì Chin đã phải đi rất là xa luôn mới mua được một thùng tôm sống gì nè. Đây, 2 kg tôm mọi người. Trời ơi, con tôm này mà ăn gỏi sống nha. Mình làm nước sốt Thái Lan, mình ăn gỏi sống ngon lắm. Hoặc là mình trộn gỏi này kia nè. Nó còn sống nhưng mà nó đang bị xỉu mọi người. Đụng đụng có thử coi. Đụng như nó còn nhúc nhích mà nó yếu. Xỉu rồi. Giờ mình sẽ đổ vô nha. Đáng ra cái này á, thường ngày khi mà Tiên làm đổ vô là nó nhảy tanh tách lên, mình không kịp đậy luôn. Tại vì hôm nay nó xỉu rồi mọi người đó. Yếu quá trời yếu rồi. Nhưng sao mà nó xanh dờn vẫn biết nữa. Cái con tôm xanh này. Thời gian đã trôi qua mình dở ra nha mọi người. Wow. Nước miếng. Một dòng sông mọi người ơi. Mình thấy là mình thèm rồi đó, nước miếng nó nuốt rồi đó. Wow. Khói bay mịt mùng. Rồi, bây giờ mời mọi người ăn chung với lại mẹ của Tiên và chị Mì Chin nha. Bà nói sáng sớm bà đi ra ngoài biển bắt về đó mọi người. Trời ơi, bà đi mua mọi người, nhưng mà mưa xa nha, chạy bà. Chạy nửa tiếng mới có. Bà nói bà đi ra biển mới vớt lên. Nè. Cái này á là hồi sáng này cái người bán người ta vớt chứ không phải bà vớt. Nói nào ngay. À, chị Mì Chin mời mẹ một con nha. Chị Mì Chin có phải lột cho mình một con chứ? Ôi ngọt kia luôn á. Mẹ của Tiên chấm muối mè với lại tương ớt. Ở Hàn Quốc mùa tôm bắt đầu vào tháng 8, tháng 9 đó mọi người. Bây giờ thì nó cũng rất là ngọt luôn. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Ghê. Yeah. Biết cảm ơn nữa. Chấm miếng tương ớt cả. Cứ làm mồm đâu. À, cứ làm mồm là ngon. À. Ăn không mới ngon. Con tôm nó mập mọi người ơi. Mà đặc biệt là nó rất là ngọt thịt luôn. Tại vì nó còn sống á. Tươi ngon lắm. Mình cảm nhận được mùi biển sống đánh dạt vào luôn. Pata hăng đây nè. Pato sori kachi tuloy. Bà nói mình không bà. Bà nói mình xạo. Nghe tiếng máy bay không à. Biết mấy cái giống gì mà máy bay nó bay hoài vậy đó. Ngày nó bay chừng 180 quận vậy. Ăn đi, chị Mì Chin bà không ăn mà bà cứ bà lột không à? Lột rồi mới ăn hả? Ủa. Chị Song Yeo bà, 내가 새우를 안 먹는 이유가 네. 까기 싫어서. À. Chồng của chị Mì Chin hả? Không thích ăn tôm. Tại vì làm biến nó lột vỏ. Cho nên mọi người đi chơi với người yêu mình á. Mà nếu như người yêu mình lột tôm thì mình ăn á là được á. Cứ đấy sợ. Sêu. Cái chung sà răm mì răng kê rôn hẹ chị. Giờ nghe hết tệ. Chị sao bà ăn mất chứ. Mình có người yêu mình dẫn đi ăn tôm nướng đi mọi người.
Xong cái nếu như mà lột cho mình ăn á thì mình cưới, còn mạnh ai nấy ăn á thì mình chia tay. Kilo mày á. Ồ, bây giờ tôm này á bên Hàn Quốc là 1kg 700.000 mọi người. Sao ồ, 700.000 Việt Nam đồng nha. Mẹ Tiên nói cái quán mà bán tôm này nè mọi người có 1.000 chậu sen đá đủ loại luôn. Nè, ở nhà người quen của chị Mì Chin. Hôm qua bà dẫn chị Mì Chin đi tham quan vườn hoa sen đá của bà. Mẹ mình nói trời ơi, thiệt là hạnh phúc. Của mẹ mình cũng mấy trăm chậu rồi chứ có ít đâu mọi người. Mà chị hấp ăn thả chừng nha, cô chị thả thả yêu xin mà. Chứ để ra nè, chị hấp ăn thả chịu bà. Mẹ thả yêu kia thả xin mà chụp kia. Mà chị, mua xin lắp cổ. Chị Mì Chin kêu dẹp hết cái xăng này đi. Làm cho mẹ mình cái háo sự trồng sen đá luôn. Hấp ăn mà thả ấp bà rà, nên chứ mua chịu, mua xin mà chụp kia. Háo sự mạnh tư rồi. Háo sự ăn hết được. Nè, ơ chị băng cục là ơ sợ. Trời ơi trời, trồng 1.000 chậu sen đá. Cái này khủng thiệt. Mãi ngon mà. Mua qua rồi, mua qua. Mua qua hết rồi. Chị Mì Chin thì kêu ăn đi, ăn nhiều nhiều đi mẹ. Có mua tôm mốt rồi à. Ăn rồi, ăn rồi. Ai, 사람들이 이제 생각을 하겠지. 아, 딸이 엄마를 많이 먹이고 이제 딸은 이제 말라. Bánh ngồi bánh lột cho mẹ ăn không mà. Để cho mọi người nhìn thấy một đứa con gái hiếu thảo. Mẹ mình đi rồi chị Mì Chin cho nó kìa. Mẹ rồi ôi cho đem tương ớt văng tới họng luôn nè. Ôi thank you. Đang ăn mà con mèo nó nhảy lên. Nó lại nó ăn đó mọi người, con mèo của chị Mì Chin á. Nó nghe mùi tôm nó lại nó ăn đó. Mà chị Mì Chin cứ đựng cho. Cho nó ăn là nó chừng nó bị ra bụng. Nó phải ăn thức ăn của nó thôi. 야롱이는 밖에 커도 이런 걸 안 먹고 저거는 집안에 공주 큰 공주처럼 크면서 맨날 못 먹나. 네. 매 tiếng nói à, con mèo ở nhà này nè. Nuôi ta nói nghe như mèo quang vậy đó mà nó không ăn. Mà con mèo chỉ mày chiên nuôi như công chúa mà nó ăn đủ thứ. 야롱이는 안 주는 거야. 네. 이런 거 다 사든가. 새우 머리를 튀길 건데 이걸 어떻게 하냐면 여기를 요 머리 있지? 이거를 딱 잡고 딱 까. 쏙. 네, 넣을 cái đầu tôm ra. 밑에를 쏙. 그럼 요거만 남아. Ở dưới một cái ấy nữa. Để mình chiên cái mọi người đó. Ở trên một cái, ở dưới một cái mình lột ra, sau đó mình đem đi chiên giòn nha. Bà chỉ cho mọi người cách lột tôm á. Ở trên cái vỏ, ở dưới cái rau cái chân á. 머리를 튀겨서 머리를 안 하지 대가리. 대가리 cái đầu. 기술이 없는 건 다지. 입 예원은 손 기술이 없는 걸로. Hồi sáng mình buộc cái đầu cho Hà Dương á, mà buộc kiểu độc đáo lắm. Cờ quấn gì đó. Alo. Alo. Ta-dan! À, y cực chiếc cây mà sẽ xài. À, tương nè. Đó, mình nhận vô đây. Nhận vô đây mọi người đó. Đó ngon chưa? Nè, chị Mì Chin trong miếng nè. Mà mình mua rồi. Mùi xin nè. Chú chăng. Giáo nhâm của chú chăng. Cái phút chân là mọi người ta nè. Cái góc của mọi người ta nè. Mếp kìa. Hơi cây cây nha. Nhưng mà ngon lắm. Tương chiên xương mà chấm hải sản là bá cháy. Mẹ mình lắc đầu rồi.
Come on. 난 좋아해. 매운 거 뭐. 재미 진짜 너무 빠 화해. 난 베트남식 다 좋아해. 아 뜨거. 나 보라색깔 젓갈도 먹어본 사람이야. 보라색 젓갈? 보라색깔 젓갈 같은 있잖아. 보라색 젓가락. 젓갈. 아, 바람 mắm ruốc bà có ăn được mà. Cái bữa mắm tôm. Mắm tôm. Mắm ruốc. Bữa nào tôi làm một mâm bún đậu mắm mắm tôm cho mẹ chồng ăn thử nha. Đó, giờ bà lột xong bà ăn rồi đó. Tiên á thì chút xíu nữa Tiên phải quay video của kênh của mình cho nên đảm có ăn nhiều mọi người. Sao vô cô Yeon 보니까 그 생각인데 예원이 결혼식 간 집에 갔는데 중간에 내렸는데 네. 거기가 새우가 엄청 많은 동네였어. 식당들이 새우가 엄청 많은 동네. 아, 맞아요. 베트남 새우 많아요. 네. 맛있지. 아, 그래도 그랬어. 그 안 그래도 지금 한미 동네에 새우 많이 있어요. 옛날에 없었는데. Ở Việt Nam mình tôm nhiều lắm mọi người. Nhất là cái chỗ của bà ngoại Tiên hồi xưa thì không có tôm. Kiên Giang gò quao á, bây giờ tôm nhiều lắm. Tôm cằn. Nè. Ừ, cái củ sẹo từ đó bạn cũng sử dụng để mua sắp. Cái điều, cái điều xa. Mà xin nó còn mạnh thêm mạnh thật rồi. Cái điều sẹo xa, bây giờ. À, bây giờ sẹo xa go. Sẹo xa go. Bây giờ này sẹo go mạnh mạnh này mạnh gì tôm. 왜냐면 통역 싸 그러더라고. 네, 네, 네. 그때는 비싸요. 아, 비싼 식당이라면서 막 그때 그랬어. 예, 예, 예. 새우가 비싸. 아, 그 đó thì hơi mắc xíu, mà bây giờ tôm càng xanh thì cũng rẻ lắm, tôm càng rồi. 조금 고급스러워 보이진 않았는데 고. 근데 그 하여튼 뭐 음식이 그렇다 이러더라 이거. 이렇게 동그란 데 딱 해갖고. 네. 근데 여름이게 또 더울 것 같다 이제. Mấy chắc mình mốt miền Tây mình nuôi tôm hết rồi mọi người. Tại vì bị nhiễm mặn quá trời luôn rồi. Không biết sao đây nữa. Cái chỗ của Tiên là nhờ đắp đập lại á, nước mặn không vô được, nước ở trong không ra được, cho nên là mới mặn lúa được. Mà mặn giờ có 2 vụ năm, hồi đó mặn tới 3 vụ lận. 근데 왜 chứ 이게 그냥 삶는 거랑 소금 이렇게 올려 하는 거랑 왜 맛이 다르지? 맛이 다르다. 다르죠? 지미진 hỏi là 삶아비면 단맛도 빠져빈다 이거. 지미진 hỏi là tại sao cái nướng muối với lại luộc nó lại khác nhau, cái vị ngọt hơn. 삶으면 문 따라서 다 흘러가잖아요. 찌면. 아, 찌면. 쪄도 물이 그 수분이 빠진다. 물 빠지잖아요. 합 빠지면 nó chảy nước xuống. 소금에 빠지겠지 그다. Mình nướng muối cho nó chảy nước xuống muối luôn mọi người. Mà nói chung là nó ngọt hơn là mình hấp với là mình luộc. Nói chung là nướng thì nó ngọt hơn. Appa nè, appa sẽ uống sữa rồi, appa ra nè. Ba, appa, appa đi gãy rồi. Appa nè. Appa phát cái tôm này cho đưa ra. Nè, chừng nào để ba đi gãy về rồi cho ba ăn. Mà mong nước vui còn nắm nó cũng cái tập, appa có đang cái gì ta cái ta. Mẹ mình ăn một hồi chắc hết luôn, có phải chừa lại cho ba. Chạy mẹ mình đang chiến đấu không ngừng nghỉ này nha. Ai chứ mà, mày mà. Bây giờ mình sẽ chiên đậu tôm nha. Ai thích thì để cái chân tôm lại. Còn ai không thích thì lấy chân tôm ra như chị mình chiên. Bây giờ mình đem đi chiên nha. Bây giờ mình sẽ bỏ đậu tôm vô chiên nha. Chiên giòn ra mọi người. Cái này phủ miếng bột bột bánh nên là ngon luôn. Wow. Bây giờ tôm của mình đã giòn và rất là ngon rồi mọi người. Hấp dẫn quá đi. Đây mọi người coi nè. Cái một con đầu, một cái đầu tôm thôi mà một bên là để nguyên cái chân nha, một bên là chị mình chiên lột chân là nó teo lại còn có miếng chút xíu, mọi người thấy không? Bên tay phải mẹ Tiên á. Có chân nó mới còn được thịt chứ mà lột chân là nó giật thịt đó nha mọi người. Ủa thấy là. Nghe mà sợ. Mua vào.
와, 대낮인데도 맥주가 땡긴다. 맛있게. 와, 술이야, 뭔가. 안고 싶어요, 그냥 먹어도 되잖아. 나 업독 맛을 몇 개 한 세 개 먹겠다. 내가 해놔뒀다, 튀기까, 저녁에. Rất là dầu, béo mùi dầu, ngon ngọt. Cái này mà không làm một ly là quá uổng. Ai đi bên nè, khó sợ. Phá xa cái mà xin nè. Thế hồn là thế hồn mà xin của tôi. Nhưng mà thì tớ gái thêm tổ mà xin tài. Sao ra dạ? Chính cơ rất tầm nhìn. Bà nói con mắt nhìn thấy ớn quá. Con tôm là không có gì để bỏ cho mọi người. Cái vỏ mọi người lột phải không? Đem đi nấu nước ngọt lại, nấu canh ăn là bá cháy cực kỳ luôn. À, cái đấy. Bởi vì bên Việt Nam mình mới câu là gâu tôm nấu với ruột bầu trồng chăn và húp gà là khi ngon mọi người. À, gì đó. À, nó tôi không thể gì mà muốn không được, cháu không muốn được, cháu không muốn qua quá, tôi đi biết một bà nói để dẫn mình lên cái quán tôm này tham quan nghe, mà trên đó là không có xe đi xuống mọi người, bỏ mình chở nó, rồi để trên đó không có chở về, cái mẹ mình nói ủa còn Hà Jun ai nuôi, vậy thôi là để hai mẹ con mình dẫn lên trên đó luôn, dẫn theo với Hà Jun. Như mình lên trên đó luôn. Bà đã có tí đến đặc là. Nó nhảy xuống biển quá. Tại vì cái đó là mặt gần biển mà mọi người. Hà Vân nó vô cái giường bông của người ta chắc nó xé giật bông hết trơn. Chắc người ta lộn trồng mắt với nó luôn quá. Giật bông như là bông của bà nội đi đó. Ngắt bông. Sao mà mấy cái bà người Hàn này khoái nuôi sen đá lắm mọi người. Như mẹ của Tiên nó khoái nuôi sen đá cực kỳ luôn. Vậy? Mà nó gọi vậy? Hành trang hay là gọi? Mẹ cho hành trang chút gọi, ốc sụp tên kinh tên kinh để chăm à. Bà đang thèm nuôi ấy. Ông nông được gọi là thế nào thì anh thèm. Bà đó chỉ khá đứng chút gọi là mẹ. Bà đang thèm bia, bà phải dạy cô bà học. Ý mà xin nè, ý không tập lại tập. Ai mà muốn mua, ý không mất ra là. Rồi còn phải đi tập thể dục nữa. Cứ nhà cô thì thế cái này muốn mua. Thứ nhất là gì đây là? Bà sao cái gì? Mình cái đầu mình chiên ăn lên ngon lắm mọi người. Còn mà mình luộc xong mình để gì ăn ngon. Sao được cũng mất rồi này. Ăn chi vậy? Cứ ăn chi là ngon. Ai vậy? Ngon ngon quá. Bát sắc bát sắc hơn. Mồm tông của đại ca thì đậm mùi mạnh nhỉ? Mũi phần là cái gì? Đậu cốt xíu. Sữa đại. Không biết sao mà cái đầu nó ngọt hơn. Hàn Quốc thì nói là sen sơn nè, sao mà cái nước mực chân là ta mũi. Mũi là thêm mạnh đấy. Cái đầu nó giòn ngọt hơn cái mình đó mọi người ngọt. Mũi chọn là mũi là mồng đấy. Rồi bây giờ sau khi ăn xong đầu tôm mình sẽ qua tiếp một nấu mì cho mọi người bữa nay chơi tới bến con tôm luôn. Bộ ba con tôm hôm nay phần ba. Đây là tôm đã lột sẵn bà chủ cho luôn nha mọi người, tại vì người quen á. Bây giờ mình sẽ bỏ vô mình nấu mì nha. Rồi bây giờ mình bỏ mình vô nha, bỏ mì vô nha mọi người. Đó, hai gói mì. Bỏ bọc nêm cho nha. Chung, để chung cho là này, để chung. Này. Mình bỏ vô vài lát hành đó nha. Bữa nay mình làm kiểu như là giả ngoại vậy đó mọi người. Mình cắt xương xương bỏ vô vậy đó. Ở bên này có nhiều chương trình người rừng đó mọi người. Lên suối bắt ốc, lên rừng hái rau về. Tối nó canh đậu tương ăn, hái nấm về đó con tôi ăn nhìn ngon lắm. Cuộc sống rừng rú. Ôi, mì của mình đã nở, chín ngon rồi mọi người ơi. Bây giờ mình vớt ra nha. Gấp tôm. Con tôm nó quéo lại. Mì tôm nè. Mì tôm đúng chuẩn luôn nè.
Thấy ngon quá mọi người ơi. Trời ơi. Mẹ mình kêu ăn nè. Trời ơi, ép ăn quá mọi người ơi. 한 번만 줄게. 많이 안 줄게. 그렇지 않아. 침 흘리지 마, 오모라. 입이 안 물으려고, 안 물으려고. 어우, 맛있네. 나 와, 맛있네. 아유, 얘 그래도 며느리 챙기는 거 시어마밖에 없다, 맛이야. 어이, 지금 이제 너희가. Cuối cùng là cùng cũng có mẹ chồng lo cho con dâu. Còn bà thì bà lo cho ba chồng bà, má chồng bà. Ngon quá. Cũng mua được mọi người cũng. Đúng đấy. Thôi ơi, thấy mẹ mình đang thấy thèm quá mọi người quá. Uống chết chài, tức xin nè. Ông ơi, để xuống muộn nè. Cái thể trạng nhìn thể trạng của con ta. Mẹ mình ăn ngon rồi, canh giải rượu nữa. Dạ, tao xuống luôn rồi cơ nè. Wow, maista. Ừ, rượu là 내가 먹는데. 해장은 내가 안 돼. Chị mì chim thì nhậu, còn mẹ bả thì giải rượu. À, cũng khá tươi mới chuẩn nè. Nước canh, nước ăn, nước mì rất là ngọt mọi người. Cũng một cái là. Bé chân là được cơm mua bà bà. Ừ, chuyện chắn nè. Yêu Nam, ý cơ. Ông chức trang sao mà nè, chức trang tên đi. À, bố rớ. Mèo là ramen lâu rồi. À, mèo là ramen. Hàn Quốc ramen nè. Hàn Quốc ramen lâu trang sao hay rồi? Hay gì, ông mà. Mát thơ gà nhìn nè. Hàn Quốc ramen. Hàn Quốc ramen là gà. Còn mà Hàn Quốc ramen là mát thơ gà. Hàn... 2,500원. À, cứ ăn nè, nâng nâng cái tá này à. Sao thơ phúc biết rồi. Thơ phúc, thơ phúc. Bên Việt Nam mình bán mì cay đó mọi người, bỏ tôm, chả này kia vô luôn ha. Tô chắc cũng 40-50 ngàn thôi mọi người. Chứ không mùi chỗ ăn đâu rồi mà cứ lát tay bỏ ra. Cái ta cái kim chi đồ nữa rồi à. À. Hàng trăm dù em hết rồi à. À. Bớt sợ tất cả. Bỏ mì, bỏ nấm này. Kim chi rồi. Ừ. Cái đó nó thấm. Rồi, hai mẹ con đã ăn hết một chảo mì. Cảm ơn bà con đã xem video nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sùng Sơn TV. Tạm biệt mọi người. Anh nhóm. Tạm biệt.